Phần 1. Điều gì làm nên sự khác biệt ở Amway? Xin chào quý vị. Nhà đồng sáng lập Amway, Rick DeVos. Ông là diễn giả nổi tiếng của Mỹ. Ông đã đạt được rất nhiều giải thưởng cho các bài diễn thuyết của mình. Là một diễn giả được nhiều người yêu thích, phần lớn các buổi nói chuyện của ông thu hút nhiều khán giả là các nhà phân phối và ứng viên tiềm năng của Amway. Sau đây, ông sẽ trò chuyện với chúng ta về chủ đề Tại sao kinh doanh với Amway là cách lý tưởng đạt thành công trong sự nghiệp kinh doanh của bạn? Xin giới thiệu nhà đồng sáng lập Amway, Rich DeVos. Or... Tối nay, Chúng ta sẽ nói qua về chương trình bán hàng của Amway. Tôi không có những lời hoa mỹ để tạo động lực cho các bạn hay hướng dẫn bạn làm thế nào để thay đổi những người có suy nghĩ tiêu cực thành tích cực mà tôi chỉ muốn nói về chương trình bán hàng của Amway. Nói về một số đặc điểm chính của chương trình vốn đã được phát triển trong hơn 25 năm qua. Một số bạn có mặt trong khán phòng tối nay gần như là người mới. Các bạn đã đăng ký tham gia nhưng lại chưa có hoạt động kinh doanh nào hết. Bạn đã muốn tin nhưng bạn lại chưa tin. Bạn đến đây vì bạn muốn tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh này, nhưng bạn ra ngoài tuyển dụng mọi người, nhưng họ lại nhìn bạn như thế, bạn là một người không bình thường. Có thể bạn không khác thường, nhưng tôi thì có đấy. Tôi cảm thấy rất hào hứng với chương trình bán hàng này, trong khi mọi người không thể hiểu tại sao tôi lại hào hứng với những điều nhỏ nhặt đến thế. Tôi sẽ liệt kê ra đây những điểm nổi bật của chương trình này tôi sẽ điểm qua các điều đặc biệt đó và chứng minh cho bạn thấy tầm quan trọng của chúng và để lần tới nếu có ai cười nhạo chế giễu bạn vì đã tham gia công việc kinh doanh này bạn hãy nghĩ đến những điều này vì một khi bạn đã hiểu thấu đáo vấn đề không ai có thể làm bạn sợ hay dao động nữa một số người trong chúng ta thường gặp may mắn hơn những người khác mỗi người được sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau gia đình khác nhau tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt được cha tôi truyền dạy những nguyên tắc cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc sống một điều mà cha thường nhắc nhở tôi là đừng bao giờ nói không thể tôi không bao giờ quên điều đó mỗi khi tôi nói con không thể làm điều này con không thể làm việc đó ông liền nói nếu tôi còn nói như thế một lần nữa cha sẽ đánh tôi may mắn là cha đã không phải làm điều đó may mắn hơn nữa là ông đã gieo vào đầu chúng tôi những suy nghĩ tích cực đó không như những gia đình khác cha mẹ nhiều khi không tin tưởng vào con cái của mình họ hỏi lại con cái mình rằng điều gì khiến con nghĩ mình có thể làm được điều đó bạn bè hay nói như thế với bạn đúng không rằng bất kể giấc mơ của bạn là gì bạn sẽ không thể làm được tôi biết bạn làm được nhưng điều gì khiến bạn nghĩ bạn có thể làm được trong đầu tôi chỉ luôn suy nghĩ về những điều tôi có thể làm cha cũng luôn nói với tôi rằng hãy tự làm chủ công việc kinh doanh của chính mình đó cũng là điều đầu tiên mà tôi muốn nói với các bạn hôm nay lý do tôi muốn nói về việc sở hữu doanh nghiệp của riêng mình là vì những sản phẩm của amway được phân phối theo nhiều phương thức khác nhau triết lý kinh doanh của amway phù hợp với mục tiêu của hàng triệu người trên toàn thế giới đó là sự tự do nhưng để bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh nào bạn đều cần phải có vốn số vốn đó nhiều khi vượt ngoài khả năng của nhiều người nếu bạn có vốn bạn có thể dễ dàng làm chủ công việc kinh doanh của riêng mình nhưng nếu cuộc sống của bạn vẫn còn chật vật thì làm chủ một doanh nghiệp là điều rất khó tôi xếp đây là điểm đầu tiên vì tôi tin rằng có hàng triệu người đều muốn làm chủ công việc kinh doanh của mình và theo những gì tôi biết thì cơ hội kinh doanh với amway chính là cơ hội kinh doanh gần gũi phù hợp cho mọi người ở bất cứ nơi đâu bạn đã từng nghe nói nhiều về những tấm gương thành công những câu chuyện thành công nhưng điều đó chưa đến với bạn phải không chương trình bán hàng của amway là chương trình mà bạn có thể chia sẻ cho mọi người ở bất cứ nơi đâu tôi không quan tâm đến điều kiện kinh tế hay trình độ học vấn của bạn chúng tôi giới thiệu cơ hội này cho mọi người để họ có thể bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình điều thứ hai mà tôi sắp trình bày ở đây có liên quan chặt chẽ với điều thứ nhất vì có hai điều cơ bản khiến người ta không thể thành công trong kinh doanh. Điều đầu tiên như tôi đã nói là khía cạnh kinh tế. Bạn phải có vốn để thành lập doanh nghiệp. Nói xa hơn một chút, bạn muốn mở nhà hàng pizza hết? Vậy thì hãy tiến hành ngay đi, nếu bạn cho rằng đó là kế hoạch tuyệt vời. Bạn bè của tôi thường hay nói rằng, một ngày nào đó tôi sẽ làm chủ doanh nghiệp của riêng mình. Vậy thì họ còn chân chơi gì nữa nào? Sao không thực hiện điều đó đi? Thế rồi họ cứ lần lựa mãi. Hết năm này đến năm sau mà vẫn chưa làm được điều gì. Trong khi đó, chương trình bán hàng của Amway phù hợp với mọi điều kiện kinh tế, nên bạn có thể giới thiệu cho bất cứ ai. Như tôi đã nói, điều thứ hai liên quan đến điều này vì lý do thứ hai khiến mọi người không dám làm là vì họ sợ. Bạn đã từng nghĩ đến nhiều cơ hội kinh doanh khác nhưng đó là những ngành nghề đòi hỏi kiến thức, kỹ năng chuyên môn hay sự tinh vi, chính xác. Nhiều người thích làm bác sĩ. Tôi cũng thế, tôi muốn trở thành bác sĩ. Nhưng bạn thấy đó, để trở thành bác sĩ bạn phải trải qua từ 8 đến 10 năm học hành chăm chỉ và vô cùng khó khăn. Và rồi bạn phải trả hết bao nhiêu chi phí cho thời gian dài đó. Đó là chuyện ngoài tầm với, không đơn giản đối với nhiều người trong chúng ta vì thế không nên nói về bằng cấp về những kỹ năng chuyên môn phức tạp đó ở đây hãy đến Amway để giải quyết vấn đề thứ hai bộ khởi động nhỏ này của chúng tôi sẽ có tất cả câu trả lời nếu bạn không có gì ngoài bộ khởi động Amway này bạn sẽ có thể trở thành nhà phân phối crowd đó là những điều khiến bạn phải suy nghĩ bạn có thể so sánh cơ hội này với những công việc trong ngành y tế hoặc những việc khác bạn thấy đó, bạn phải đi học, đạt một số điểm tiêu chuẩn nào đó. Nhưng ở đây, chúng tôi không kiểm tra chỉ số IQ của bạn. Chúng tôi chỉ nói bộ khởi động này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những thông tin giúp bạn bắt tay vào việc. Những điều này hoàn toàn trong khả năng của bạn, và đó là những điều mà ai cũng có thể đọc và hiểu được. Tôi muốn kể ra đây trường hợp của cô Ruby Ball sống ở Missoula, Montana. Một người đàn ông đã đến thị trấn Missoula và giới thiệu cho cô cơ hội kinh doanh với Amway. Ruby Bowles đã tham gia Amway với bộ khởi động trong tay. Còn người đàn ông thì đi khỏi thị trấn và cô không biết tin tức gì của anh ta nữa. Và rồi Ruby Bowles đã cất bộ khởi động ấy vào tủ. Có lẽ nhiều người trong số các bạn cũng đã từng cất vật gì đó vào tủ, có khi còn giấu dưới giường. Hoặc để trong cốp xe vì không dám nói cho vợ biết công việc của bạn đang làm. một buổi sáng chủ nhật nọ ruby cảm thấy buồn chán vì công việc không thể diễn ra được như ý cô ấy mở tủ và trông thấy bộ khởi động cũ vẫn nằm trong đó cô ấy bắt đầu đọc cuốn cẩm nang kinh doanh và thật sự bị cuốn hút cô ta thốt lên điều này thật thú vị tôi có thể làm được cô ngồi khá lâu trong phòng khách để đọc và hiểu hết về chương trình bán hàng của amway cô ấy nói sẽ làm theo chương trình bán hàng và tiến hành ngay công việc vào sáng hôm sau cô ấy sẽ giới thiệu với mọi người về amway và liên tục tạo dựng tuyến kinh doanh thành công tất cả những gì cô ta chỉ có là một cuốn cảm năng kinh doanh nhỏ đó kinh doanh theo cách của amway là như vậy bạn và tôi không nên nói nhiều về chuyện này nhưng bạn thấy đó đó chính là hạt giống của thành công bởi vì đó là chương trình bán hàng phù hợp với tất cả mọi người. Tôi biết bạn trì hoãn ý định này bởi vì bạn không biết làm thế nào để bán nước tẩy rửa LOC, bởi vì bạn đang làm nghề kinh doanh xe hơi cũ. <laughs> với nghề đó, mọi người sẽ nghĩ bạn là kỹ sư cơ khí hoặc đại loại như vậy. Các bạn biết không? Chúng tôi bán nước tẩy rửa LOC là vì một lý do rất đơn giản, vì mọi người mua chúng. Bạn biết điều đó mà. Bạn nên bán những sản phẩm mà mọi người có thể mua hơn là cố gắng bán những thứ gì không ai mua. Nếu bạn sắp tham gia vào ngành bán hàng, hãy bán những sản phẩm mà mọi người muốn mua. Ai cũng muốn kinh doanh những ngành hàng lớn lao như kinh doanh bất động sản và không thích kinh doanh những mặt hàng nhỏ nhặt như thế này nhưng kinh doanh những ngành hàng lớn lao thì không dễ dàng chút nào. Trong khi đó, khi kinh doanh với Amway, bạn chỉ cần làm như những người đã thành công, bạn cũng có thể thành công. Điều thứ ba là điều vô cùng đặc trưng. Chúng tôi nói Amway là công việc kinh doanh của cả gia đình. Tôi nhận thấy nhiều người độc thân đang kinh doanh thành công. Những quá phụ đang tiếp tục công việc này. Những người quá vợ thì hết mình trong công việc. Đó là sự thật tôi muốn bạn thấy quy mô của công việc cho dù bạn đang độc thân hay là người làm chủ gia đình bạn có muốn làm công việc này không rất nhiều người lập gia đình đã nhận thấy đây là cơ hội phù hợp với gia đình họ đàn ông làm việc ở đây phụ nữ cũng làm việc ở đây kinh doanh amway là công việc kinh doanh mà cả gia đình đều có thể tham gia tôi ở new york một ngày để diễn thuyết ngồi bên trái tôi là chủ tịch của avon bên phải là chủ tịch của fuller brush đây là câu chuyện có thật và người bên fuller brush nói với tôi anh đã làm nên chuyện ở amway tại fuller brush chỉ có đàn ông làm việc thôi còn amway thì cả người vợ và chồng đều tham gia nếu cả phụ nữ cũng tham gia fuller brush thì chúng tôi chắc chắn sẽ thành công đó là sự thật chưa đầy hai phút sau chủ tịch của avon đã nói với tôi các anh đã làm rất tốt." Tôi nói. "Ý anh là gì?" Anh ấy nói, "Ở Avon, chúng tôi chỉ có đại diện bán hàng là nam hoặc nữ, chứ chúng tôi không có đại diện bán hàng kép bao gồm cả vợ và chồng. Nếu chúng tôi làm như thế, chúng tôi sẽ có thể thực sự rất thành công." Bạn thấy đấy, thực chất những điều họ nói cho thấy mô hình kinh doanh của Amway trong từng gia đình. Tôi và Jay chưa bao giờ nghĩ rằng nếu cả đàn ông và phụ nữ tham gia thì công việc kinh doanh của chúng tôi sẽ phát triển hơn nhưng việc kinh doanh lại phụ thuộc vào nhân tố cốt lõi của đất nước chúng ta đó chính là nhân tố gia đình nếu chúng tôi xây dựng hướng kinh doanh của amway dựa trên nền tảng gia đình chúng ta sẽ làm được điều gì đó để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn đồng thời cải thiện đời sống cho mọi người vậy mà có bạn chưa từng nghĩ đến điều đó Hãy nhìn vào những người đang ở quanh bạn tối nay. Những người trong buổi họp này là những ông chồng, những bà vợ, những cặp tình nhân. Mọi người đang làm việc cùng nhau trong gia đình. John và Park Hendrickson sống ở California. Con của họ gần đây đã tổ chức một buổi hội nghị Amway. Nhưng đối tượng tham gia phải là con của những nhà phân phối Amway. Tất cả con cái của họ đều tham dự buổi họp. Những đứa trẻ phàn nàn về việc người thân của chúng thường xuyên họp hành vào ban đêm, tham dự các buổi hội thảo kinh doanh, vân vân. Nhưng chúng biết họ đang xây dựng nền tảng kinh doanh cho cả gia đình. Lần lượt, từng đứa trẻ đứng lên trình bày về việc chúng đã phụ giúp cha mẹ người thân như thế nào. Cháu là việc nghe điện thoại ở nhà khi nhà phân phối gọi điện đến đặt hàng. Cháu nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, trả lời câu hỏi và ghi lại lời nhắn cháu phụ giúp cha mẹ bằng cách phục vụ cà phê trong buổi họp tổ chức ở nhà cháu phục vụ tất cả mọi người một số khác thì kể rằng cháu giúp cha mẹ đứng ở cửa đón tiếp mọi người cháu giúp cha mẹ đặt hàng lên kệ cháu điền vào đơn đặt hàng mấy đứa trẻ thi nhau kể về những cách phụ giúp cha mẹ trong công việc kinh doanh của gia đình nếu các bạn đủ điều kiện tham dự một hội nghị tưởng thưởng chúng tôi sẽ không gọi để báo cho bạn ai là người sẽ được tham dự bởi vì cả hai đều được tham dự tất cả chương trình tưởng thưởng của chúng tôi đều dành cho cả vợ và chồng đó chính là điểm độc đáo của công việc kinh doanh này mặc dù có thể người vợ hoặc người chồng không phải là người đóng vai trò chính trong công việc này nhưng vẫn không hề có sự khác biệt nào khái niệm này vẫn không thay đổi cả gia đình đều tham gia đó chính là nét độc đáo chỉ có ở amway đây là điều tuyệt vời mà bạn có thể chia sẻ với mọi người khi tuyển dụng nhìn vào chương trình bán hàng của amway tôi sẽ tổng hợp lại một số điều tự làm chủ một doanh nghiệp của mình được tham gia vào những chương trình huấn luyện hoàn chỉnh khái niệm gia đình đó là những nét đặc trưng riêng của amway điều kế tiếp tôi muốn đề cập đến là chế độ trả thưởng hầu như những ai đang làm việc và thăng tiến trong một công ty đến một lúc nào đó bỗng dưng nhận ra mọi chuyện không như mình mong đợi có những quý ông trong khán phòng này kiếm được nhiều tiền như ban giám đốc của công ty thế là công ty muốn chế độ hoa hồng phải thay đổi vì họ không muốn bạn kiếm được nhiều tiền hơn họ hoặc bạn cảm thấy công việc của mình bị giảm đi một nửa hoặc họ muốn thay đổi điều khoản hợp đồng nhưng ở amway các bạn sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền Mọi người sẽ làm gì? Có người sẽ cho rằng nhiều người đạt danh hiệu crowd, rằng chúng tôi nên thay đổi phần trăm hoa hồng thành tích vì họ đã nhận được quá nhiều. Chúng tôi vui vẻ nói: "Thật là hạnh phúc, điều đó không tuyệt sao? Họ vẫn ở đó. Chúng ta hãy giữ họ ở đó và động viên họ tiếp tục phát triển." vì ngày càng có nhiều nhà phân phối crowd phát triển kinh doanh và những người khác thì đang thăng tiến trong công việc. Đó là lý do tại sao họ nhận được nhiều hoa hồng trả thưởng từ chúng tôi. Nhưng chúng tôi không bao giờ thay đổi hệ thống trả thưởng. Mỗi buổi hội nghị, chúng tôi có tới 8 đến 9 ngàn người tham dự. Rất nhiều người trên sân khấu. Họ đạt danh hiệu Diamond. Họ nói, tôi vừa mua một chiếc Cadillac mới. Còn những người khác thì vừa mua chiếc Volkswagen nhưng họ vẫn đang nói về những điều lớn lao hơn mà họ đã đạt được từ trong công việc kinh doanh với amway có những người có nhà mới họ chia sẻ về điều đó sau buổi họp một cô gái đã đến gần tôi và nói tôi rất vui vì mọi người kiếm được tiền nhưng với tôi khi làm việc với amway có nhiều điều còn quan trọng hơn hôm nay con tôi đi dự lễ khai giảng năm học mới tôi đã đưa cháu đến trường và rồi cô ấy khóc bạn biết không Cô ấy nói hôm nay là ngày đầu tiên con của cô ấy được mặc quần áo mới đến trường. Lần đầu tiên có quần áo mới, cô ấy nói. Chúng tôi vẫn còn mặc quần áo rẻ tiền, chúng tôi thường mặc đồ cũ người khác cho. Và cô ấy nói rằng cô ấy không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con mình bước ra khỏi nhà với một đôi giày mới, đó chính là điều Amway đem đến cho bạn. Đó cũng có nghĩa là bạn nhận được thật ít hoặc nhiều từ Amway tùy theo cách bạn chọn. Khi tôi đi thăm các địa phương, tôi thấy có những nơi kháng phòng chật kín những người ở độ tuổi 20, một con số không hề nhỏ. Tôi và Jay bắt đầu bán hàng cho Nutrilite từ năm 1949. Lúc đó tôi mới 23 tuổi. Và mọi người ở Nutrilite hết sức ngạc nhiên khi thấy những người thanh niên trẻ tuổi như chúng tôi lại tham gia kinh doanh. Tôi vui sướng vì thấy những người ở vị trí dẫn đầu Amway hầu hết đều bắt đầu công việc ở độ tuổi 30 hoặc 40. Và tôi cũng rất mừng khi thấy các bạn ở độ tuổi 20 cũng đang ở đây. Bạn không thể nhận ngay danh hiệu Crown. Tốt hơn hết, bạn nên suy tính khi nào thì bạn bảo trợ được 50 hoặc 60 Platinum. Một số người hỏi tôi, anh đến nước anh để làm gì? Anh đi Úc để làm gì? Tôi nói, vì nhà phân phối ở đó. Chúng tôi muốn chứng minh tính khả thi của chương trình bán hàng này ở những nền văn hóa khác nhau và những vùng đất khác nhau trên thế giới. Để chứng minh là mọi người đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà chúng tôi đang giới thiệu và cơ hội đó là phù hợp với họ. Chẳng có lý do gì khiến bạn phải ngồi yên một chỗ nếu bạn là người khỏe mạnh và có trách nhiệm Cả tôi hoặc Jay đều không làm nhiều như bạn. Ý tôi là có thể ít hơn bạn. Chúng tôi làm việc vì có việc để làm. Có người nói với tôi rằng, nếu họ mắc nợ thì họ sẽ làm việc nhiều hơn. Tôi không mong các bạn bị nợ nần. Bạn nên học cách làm việc nhiều hơn vì luôn có công việc để làm. Bạn nên học cách làm việc chăm chỉ hơn vì còn nhiều người cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn nên học cách để tuyển dụng tốt hơn Tôi không quan tâm bạn thành công như thế nào, vì những người khác không bao giờ biết họ có cơ hội như chúng ta. Bạn làm việc vì đó là việc cần làm. Khi bạn làm việc với suy nghĩ như thế trong đầu thì mọi thứ sẽ sẵn sàng cho bạn. Điều thứ năm mà tôi sắp nói rất đơn giản. Tôi đã đề cập sơ lược ở trước đó rồi. Bạn có thể làm chủ công việc kinh doanh của chính bạn. Bạn có thể làm cùng với gia đình của mình. Bạn có thể bắt đầu bằng cách làm việc bán thời gian. Tôi không yêu cầu bạn phải thành công thật nhanh. Tôi không muốn bạn bảo hiểm. Tôi không muốn bạn bỏ công việc chính. Trước mắt, hãy xem đó là công việc làm bán thời gian và tự chứng minh rằng bạn có thể làm được việc này. Khi thời điểm chín mùi, khi bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ làm toàn thời gian có một điều đơn giản mà bạn hay quên khi nói chuyện với mọi người đó là hãy đảm bảo với họ và khẳng định với họ rằng nhiều người khác cũng là bán thời gian như thế bạn hãy bắt đầu làm công việc bán thời gian từ học bò học đi rồi mới học chạy đó là cách mà chúng tôi đã làm tại amway chúng tôi sẽ không đi đâu cả bạn hãy tham gia hãy cố gắng và xem chuyện gì sẽ xảy ra với bạn khi những kỹ năng của bạn đã phát triển tốt hơn tại Amway, bạn sẽ không tin được chuyện gì sẽ xảy ra với bạn đâu. Danh sách những người kinh doanh thành công rất dài. Tất cả mọi người đều có bước khởi đầu như nhau. Họ đều bắt đầu bằng cách làm việc bán thời gian. Điều thứ sáu tôi muốn nói là về sức khỏe và tai nạn. Sức khỏe và bảo hiểm tai nạn rất quan trọng Công ty của bạn có chính sách rất tốt. Nếu bị thương trong lúc làm việc thì sẽ được bồi thường. Tôi thấy vài người trong các bạn bị bệnh. Tôi tin chắc công ty của bạn sẽ nói thế này. Harry bị bệnh rồi, hãy gọi về nhà anh ấy và nói với Mary là anh ấy không thể làm việc được trong vài tuần tới. Bảo cô ấy vào công ty làm thay việc của anh ấy. Harry này, nếu anh nghỉ làm trong 6 tháng anh có thể quay lại công ty nhưng đừng nghĩ anh sẽ làm được ở vị trí đó nữa đã có người khác thay thế tiếp tục công việc của anh đúng không vì công việc đó không thể ngừng lại mà nhưng khi bạn gia nhập amway bạn có thế giới riêng của bạn mọi việc diễn ra theo cách khác một số bạn tự hỏi không biết cơ hội kinh doanh với amway có tốt không có lâu dài hay không chính bạn đang đứng trước một phiên tòa chứ không phải amway không có nhiều câu hỏi về sự phát triển của Amway. Bạn phải trả lời những câu hỏi của tôi với tư cách cá nhân. Nhưng điều đó có quan trọng với bạn không? Bạn làm gì với những điều đó? Bạn đang mong chờ điều gì? Bạn sợ gì Sushi cười nhạo khi nghe bạn nói sẽ đi bán nước tẩy rửa? Đó là những người cản trở bạn. Bạn lo sợ những đồng nghiệp của bạn đang cười nhạo bạn, không tin bạn có thể bán hàng. Những điều đó là rào cản cho những cố gắng của bạn. Mẹ vợ đang cười nhạo bạn Nhưng liệu bà ấy có nuôi nổi các con của bạn vào đại học không? Bà ấy trả cho bạn bao nhiêu tiền mỗi tháng? Nếu tham gia công việc kinh doanh này Bạn sẽ được trả tiền nếu bạn tạm nghỉ và quay lại làm tiếp Có câu chuyện này tôi muốn kể với các bạn Một cô gái trẻ bế con đến gặp chúng tôi và nói Ông còn nhớ tôi chứ? Tôi nói Dân, tôi nhớ đã gặp cô lần trước ở đây Và có chồng của cô nữa Cô ấy nói Tôi không biết ông có biết tin hay không Nhưng chồng tôi đã qua đời rồi Đó là câu chuyện có thật Cô ấy nói Chồng tôi gia nhập Amway vì anh ấy bị ung thư Và không thể sống lâu hơn được nữa Anh ấy muốn chúng tôi có việc gì đó để làm Anh ấy mới 26 tuổi vì thế, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và đã đạt danh hiệu Platinum. cô ấy kể khi chồng tôi qua đời tất cả nhà phân phối đều có mặt ở đó ông có tin không công việc kinh doanh của chúng tôi vẫn tiến triển rồi cô trao đứa trẻ cho tôi và nói con tôi sẽ có tương lai tươi sáng vì cha mẹ nó đã làm mọi thứ vì nó đó là một câu chuyện buồn và họ vẫn tiếp tục làm việc và tạo dựng doanh nghiệp vì họ muốn thấy được những điều ý nghĩa như tôi đang cố gắng truyền đạt cho các bạn. Điều kế tiếp, đó là không phân biệt đối xử thiên vị bất cứ ai. Tôi không phân biệt con của tôi hay con của Jay. Không có gì có thể chia sẻ lợi nhuận của bạn, ngăn cản bạn đến nơi mà bạn muốn đến. Thú vị đấy chứ, thật thú vị khi bạn chạm tay đến các vị sao. Không ai có thể tách rời những vì sao khỏi bạn vì không ai có thể đổi các điều khoản với bạn hay phân biệt đối xử với bạn. Nhưng ở nhiều công ty khác, có những lúc tưởng như bạn sắp được đề bạt lên những vị trí cao hơn thì người ta lại đưa người khác vào vị trí đó. Có thể đó là do con rể, họ hàng hay bạn bè của người quản lý, còn bạn thì đứng trơ ra đó, mọi nỗ lực của bạn tiêu tan. Nhiều công ty đến gặp tôi và đề nghị mua một phần amway với giá hàng triệu đô la Mỹ. Tôi nói tôi không bán. Mới đây, một người bạn đã đến nói với tôi rằng Wally Patrick ở Grand Rapids đang cố gắng tuyển dụng anh ấy. Wally đã vẽ cho anh ấy viễn cảnh tươi sáng và anh ấy đã tham gia Amway. Bạn hỏi tôi, richney nếu tôi tham gia, tôi sẽ là tuyến dưới của anh phải không?" Và tôi nói, "Tôi không tuyển dụng ai cả." Tôi sẽ không nhận anh với bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi bị cấm tuyển dụng, tập đoàn Amway không tuyển dụng, nhân viên Amway không thể tuyển dụng. Và với bất cứ vị trí quản lý nào khác cũng vậy. Mọi người gia nhập Amway thông qua những người như bạn, không có đường tắt nào, không có vị trí đặc quyền nào cho bất cứ ai. Tôi vẫn hay nhận được những cuộc điện thoại thông qua thư ký của mình. Họ nói, Divorce tôi chắc là anh có vị trí đặc biệt nào đó cho tôi tôi có kinh nghiệm bán hàng và tiếp thị khá lâu rồi tôi có khá nhiều nhân viên kinh doanh cấp dưới vân 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 tôi hỏi anh ấy muốn thỏa thuận điều gì tôi có một chỗ tốt rồi tôi hỏi ai đã nói với anh về chúng tôi hãy quay lại tìm họ đó là điều tốt nhất mà tôi đã làm đó là vấn đề duy nhất mà tôi gặp phải tôi không có vấn đề nào khác bạn không nghĩ rằng đây là vấn đề lớn bạn đang vỗ tay hãy nghĩ về những điều mà tôi đang nói đó là những điều đặc trưng tại amway tôi đoán có một số bạn vẫn chưa nắm được thông điệp của tôi tôi đến đây để giúp bạn làm nhiều hơn nữa và nếu bạn không muốn làm nữa bạn có thể rời bỏ chúng tôi hiểu hết đồng ý không tôi chỉ muốn bạn chắc chắn rằng nếu bạn quyết định rời khỏi thế giới của Amway thì ít nhất bạn biết rằng bạn đã rời bỏ điều gì và có thể bạn về nhà và tiếp tục suy gẫm về nó. Đó chính là công việc kinh doanh của bạn. Điều cuối cùng, tôi sẽ nói một chút về Amway. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Một số bạn thắc mắc kế hoạch của Amway có thực hiện được hay không? Bạn nghe này, Chúng tôi đang thực hiện dự án xây dựng tòa nhà thứ 69. Một dự án khác của chúng tôi có diện tích hơn 33.000 m2. Chúng tôi sẽ làm cho Ada thành trung tâm kinh doanh tự do. Và mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ kêu đến Ada ở Michigan. Để tìm hiểu chuyện gì thực sự xảy ra khi bạn giúp mọi người có cơ hội để kinh doanh tự do. Chúng tôi đang đem đến kinh doanh tự do và dễ thực hiện cho tất cả mọi người. Chúng tôi không phải là công ty chỉ bán nước tẩy rửa. Chúng tôi là nhà sản xuất và nhà phân phối quốc tế với quy mô lớn mà chúng tôi không có khách hàng nào khác ngoài các bạn. Chúng tôi có những tài liệu hỗ trợ kinh doanh, có bộ phận nghiên cứu và phát triển, quản lý chất lượng. Mỗi sản phẩm trước khi ra khỏi ADA đều phải qua nhiều khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Khi khởi nghiệp, chúng tôi chỉ bán nước tẩy rửa. Đó là tất cả những sản phẩm chúng tôi giới thiệu với mọi người. Ngày nay, Chúng tôi có nhiều dòng sản phẩm, sản phẩm gia dụng, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, mỹ phẩm, vân vân. Nào các bạn, bạn có muốn kinh doanh không? Bạn có muốn tham gia vào ngành kinh doanh mà ở đó có mọi thứ? Vậy thì hãy tham gia kinh doanh cùng Amway. Hơn thế nữa, bạn có thể tạo dựng tuyến kinh doanh ở Anh, ở Canada, ở Úc và những quốc gia khác trên thế giới nơi chúng tôi sẽ mở rộng sang. Bạn hiểu vấn đề chứ? <laughs> tôi muốn kết luận rằng bạn có thể làm được bạn thấy tôi đã nói về những điều này nhưng trước đó tôi chưa từng làm điều gì tương tự như vậy và tôi cũng không biết liệu mình có thể làm được không tôi muốn nói với bạn một điều bạn có thể làm được tôi biết bạn sẽ làm được bạn sẽ không bao giờ biết bạn có làm được hay không nếu bạn không thử và tôi biết một điều nếu bạn thử nếu bạn cố gắng thì bạn sẽ làm được bạn phải biết điều đó. Bạn phải thử, vì nếu không, bạn sẽ đánh mất nhiều điều. Bạn sẽ có được nhiều thứ nếu bạn cố gắng. Bạn hãy thử đi, những người bạn của tôi. Nếu bạn tham gia, hãy nói với bạn bè của bạn về điều này, vì họ không thể biết những điều sâu xa ý nghĩa trong chương trình bán hàng của Amway. Charlie và Alice Marks là những người tiên phong, và họ đã đạt được danh hiệu Crowd. Họ xây dựng hình ảnh mới trong mắt mọi người. Art do Oli Charlton đã làm được. Jim và Sharon đến từ Vancouver, British Columbia đã làm được. Với tôi, đó là thành tựu vĩ đại. Không chỉ vì họ đã làm được, mà vì đó còn là danh hiệu crowd đầu tiên ngoài nước Mỹ. Mọi người đã làm được điều đó ở nước khác, chứng tỏ bạn cũng có thể làm được. Hãy bắt đầu chương trình kinh doanh này và tạo dựng sự nghiệp kinh doanh tuyệt vời dành cho mình. Jim và Sharon bắt đầu làm việc dưới tầng hầm của một chung cư ở một thị trấn nhỏ tên Tree Hills, Alberta, Canada. Nhà kho gần nhất cách đó hơn 6.000 km. Anh ấy là giáo viên. Và anh ấy tâm sự. Tôi có một chiếc ghế cũ. Tôi phủ lên đó một tấm chăn cũ với hy vọng không ai ngồi lên đó. Để không làm hỏng ghế. Có thể bạn cũng có một cái ghế giống như thế. Jim và Sharon đã khởi đầu như thế đấy đây là thử thách đối với bạn. Nhưng với tôi thì nó lại là một điều thú vị vì Jim và Sharon dù dạy học ở một thị trấn nhỏ ở Canada nhưng đã thực hiện chương trình bán hàng của Amway vượt qua nhiều khó khăn thử thách để có thành tựu ngày hôm nay. Bạn thấy đấy, tôi biết điều đó rồi sẽ đến với bạn. Lý do duy nhất mà bạn không bắt tay thực hiện là vì bạn chưa quyết định làm. Tôi hy vọng bạn đã quyết định làm ngay tối nay vì nếu hiểu những điều tôi vừa nói với bạn bạn sẽ thành công nhưng nó cần sự tin tưởng nữa cần phải có niềm tin và tôi muốn củng cố niềm tin của bạn tôi muốn bạn hiểu rõ vấn đề hiểu rõ về amway tôi sẽ kết thúc với bài thơ ngắn có tựa là niềm tin sự hoài nghi đem đến khó khăn nhưng niềm tin sẽ soi sáng con đường phía trước chỉ có bóng đêm khi bạn hoài nghi còn niềm tin sẽ chiếu sáng muôn nơi Hoài nghi khiến ta khiếp sợ, nhưng niềm tin sẽ giúp bạn thăng hoa. Hoài nghi thắc mắc, có ai tin? Niềm tin trả lời, có tôi. <laughs> Cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Phần 2. Tiến lên hay đầu hàng? tôi nói chuyện về đề tài này bởi vì trong thời gian qua nhiều người cũng quan tâm đến cơ hội kinh doanh này giống như bạn tuy nhiên vì một vài lý do nào đó họ không tự nhận thấy khả năng phát triển của bản thân đối với công việc kinh doanh này việc bạn đã gia nhập âm quay hay chưa không quan trọng trong buổi nói chuyện tối hôm nay điều tôi muốn nói với các bạn là không riêng gì tôi mà chính các bạn cũng không biết được liệu mình có thể làm được điều gì với âm quay lý do mà bạn không bao giờ biết mình nên làm gì với công việc kinh doanh này hoặc bất kỳ công việc nào khác là vì bạn đã lãng phí thời gian để đặt ra những tình huống giả định chưa từng xảy ra trong quá khứ chuyện ngày xưa đã trôi qua bạn cần khép lại quá khứ để sống cho hôm nay đa số mọi người đều nói về những cơ hội những ước mơ nhưng không thể thực hiện được bởi vì họ không rèn luyện bản thân không nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực Tôi sẽ chia sẻ công việc kinh doanh này với các bạn. Các bạn hãy thực hiện công việc kinh doanh này từng bước theo một cách đơn giản, hoặc ngừng than vãn về nó, hoặc cố gắng, thực sự cố gắng để thực hiện. Đừng nói với tôi rằng bạn đã gia nhập ông quay từ 3 năm trước. Tôi biết một số bạn đã gia nhập 3 năm rồi, nhưng chưa nỗ lực làm việc. Bạn đã nhắc tôi nhớ tới một người mà tôi từng bảo trợ. Anh ấy là một người tuyệt vời, Cao ráo, đẹp trai và đã lập gia đình. Anh ấy thường viết thư cho tôi và thường dùng cụm từ chân trời phía tây của anh. Mỗi tuần, anh ấy đều nhắc đến cụm từ hoa mỹ đó trong thư gửi cho tôi. Anh Rick thân mến, chúng tôi sẽ trở lại con đường đi đến thành công trong tuần này. Nhưng vấn đề là mẹ vợ tôi vừa đến thăm chúng tôi và tôi phải đưa bà lên núi tham quan phong cảnh. Nhưng khi bà ấy đi khỏi, chúng tôi sẽ trở lại con đường chính để đi đến thành công và ký tên chân trời phía tây của anh và tái bút vui lòng giữ tấm xét một tuần nữa đó là một câu chuyện có thật tuần tiếp theo anh ấy viết rich thân mến tuần này chúng tôi đã chuẩn bị bắt tay vào việc nhưng chúng tôi vừa phát hiện ra vợ tôi vừa có thai và bây giờ tôi phải dọn sẵn một căn phòng ở trên gác nhưng ngay khi xong việc Tôi sẽ ra ngoài gặp gỡ mọi người và gọi điện thoại. Tôi sẽ kiếm được khách hàng, tổ chức các buổi họp và chúng tôi sẽ trở lại ngay con đường đi đến thành công. Thân mến, chân trời phía tây của anh, tại bút. Vui lòng giữ tấm xét trong hai tuần nữa. Rồi tuần tiếp theo. Lá thư này đã đến. Rick thân mến, tôi xin lỗi vì tuần này tôi lại lỡ chuyến tàu một lần nữa. Nhưng ngay khi tôi sơn xong ngôi nhà, tôi sẽ quay lại con đường đi đến thành công. Tại bút xin vui lòng giữ tờ xét chân trời phía tây của anh những lá thư của anh ấy cứ đến đều đặn trong hai năm liền luôn có chân trời phía tây và luôn đi kèm một lý do nào đó khi thì xe hơi của anh ấy bị hỏng khi thì phải sửa lại nhà lúc thì thời tiết xấu bão tuyết khí hậu nóng bức hoặc anh ấy phải đưa gia đình đi nghỉ anh ấy luôn nói bây giờ tôi đang đi đường vòng nhưng khi ra khỏi đường vòng tôi sẽ trở lại đường chính Đôi khi anh ấy ở bên này đường Đôi khi ở ngay bên cạnh Nhưng anh ấy chưa bao giờ đi trên con đường đi đến thành công Lá thư trước đã viết Tái bút Xin vui lòng giữ tấm xét hai tuần sau khi anh gửi sản phẩm cho tôi Anh ta đúng là một người đàn ông tuyệt vời Tôi không phản đối những người không gia nhập Amway Vì thế hôm nay tôi nói chuyện một cách rất chân thành Không có lý do gì khiến tôi phải chống lại các bạn Nếu các bạn không tham gia hoạt động kinh doanh này Tôi chỉ muốn một lời cam kết. Nếu bạn chưa có ý định tham gia Amway và chưa muốn làm gì với cơ hội kinh doanh này, bạn hãy gác vấn đề này sang một bên. Đây là một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn. Đừng thổn thức với người bạn thân khi bạn trở về nhà vào mỗi tối và nói Một ngày nào đó tôi sẽ làm nên chuyện. Một ngày nào đó tôi sẽ làm chủ công việc kinh doanh của mình. Tôi sẽ thực hiện được một ngày nào đó. Thế rồi bạn uống bia, thư giãn, và quên đi chuyện đó. Bạn không đủ quyết tâm rời xa chiếc tivi để dành thời gian cho các buổi gặp gỡ hội họp. Bạn thích xem tivi, say mê nó cho đến hết chương trình bạn yêu thích và tắt tivi vào lúc nửa đêm. Rồi có người đánh thức bạn dậy và nói: "Hãy lên giường nào." Sáng ra, bạn vội vội vàng vàng đến văn phòng và tự nhủ: "Wow, thật vui khi có việc làm và thật tuyệt vời khi có thể làm việc." Một số người trong các bạn đang gặp khó khăn Tôi không quan tâm đến ước mơ của bạn. Nếu bạn từng mơ ước là một điều gì đó thật lớn lao thì sẽ có người nói cho bạn lý do tại sao bạn không thể thực hiện được. Rồi họ lại đi nói chuyện này với nhiều người khác. Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ còn cảm thấy khó chịu trong suốt quãng đời còn lại vì bạn sẽ không bao giờ biết liệu mình sẽ làm được điều gì bởi vì bạn chưa bao giờ cố gắng. Các bạn biết không? Khi chúng tôi làm việc với tầng hầm nhiều năm trước và khởi nghiệp kinh doanh chúng tôi đã làm những công việc rất đơn giản chúng tôi không làm điều gì quá xa vời chúng tôi muốn xây dựng một công việc kinh doanh mà ai cũng có thể khởi nghiệp được bất kể họ là ai từ đâu đến trình độ học vấn như thế nào màu da nào tôn giáo nào chúng tôi không quan tâm đến những chuyện đó vì chúng tôi tin tưởng rằng mọi người sẽ làm được khi họ được trao đúng cơ hội và chúng ta sẽ hướng dẫn giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn thử thách lo sợ ban đầu một số bạn đang ngồi trong kháng phòng này tôi biết lý do khiến bạn trì hoãn bạn trì hoãn ý tưởng kinh doanh nước tẩy rửa loc khi giới thiệu rằng mình bán nước tẩy rửa bạn có thể nhận được lời chế diễu anh không đùa chứ nhiều người thất bại bởi vì họ bị tác động bởi lời chế nhạo chứ không phải vì họ thiếu năng lực bạn muốn biết tại sao chúng tôi bán nước tẩy rửa loc bạn muốn biết tại sao tôi tự hào khi bán nước tẩy rửa loc bởi vì mọi người cần mua nước tẩy rửa tôi không nghĩ được lý do nào tốt hơn đối với một số người điều này có thể gây sốc một số người nói tôi bán xe hơi cũ tốt thôi tôi không quan tâm bạn bán xe mới hay xe cũ chỉ cần nó to đẹp và bóng loáng bạn biết tại sao tôi kinh doanh nước tẩy rửa loc không vì tôi không phải đi đổi chát thế chấp gì hết ngoài ra Khách hàng có thể mua nước tẩy rửa hàng tháng chứ không phải mấy năm mới mua một lần. Tôi thích điều đó. Còn nguyên nhân nào nữa không? Tôi chưa mất bất kỳ khách hàng nào bởi vì lý do công ty tài chính không thông qua hợp đồng. Đó là lý do tại sao tôi bán nước tẩy rửa LOC. Chúng tôi làm việc dưới tầng hầm vào thời điểm đó và bàn bạc với nhau. Hãy tạo ra sản phẩm mà bất cứ ai cũng bán được. Nghĩa là bạn bán sản phẩm mà gia đình nào cũng cần sử dụng đều đặn mỗi ngày. Chúng tôi đã làm thử rất nhiều thứ. Chúng tôi bán tủ xếp, bán máy phát điện. Một số người nói với chúng tôi, tôi thích những thương vụ lớn như thế. Vì vậy, họ bắt đầu bán máy lọc nước của Amway. Thật tuyệt vời. Tôi quyết định không kinh doanh máy lọc nước khi một số cô gái gọi cho chúng tôi vào 2 giờ sáng và nói, Anh hãy bảo tôi hãy gọi cho anh khi gặp bất cứ vấn đề gì đúng không? Có tiếng ồn ở trong máy. Anh vui lòng đến kiểm tra giúp tôi nha. Lúc đó là 2 giờ sáng. Đó là lý do tại sao tôi thích kinh doanh nước tẩy rửa. Sẽ không ai gọi cho tôi vào lúc 2 giờ sáng chỉ vì sản phẩm có vấn đề. <laughs> tôi nói vậy để bạn đừng nên trì hoãn việc kinh doanh này. Bạn thấy đấy, việc bán các sản phẩm tiêu dùng dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta đang tham gia vào ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Có những nơi thu được hơn 10 tỷ đô la như tôi hôm nay tham gia buổi tiệc ở new york ngồi cùng với chủ tịch của avon và chủ tịch của fuller brush chủ tịch của avon đã nói này các anh đã làm rất tốt cả người chồng và vợ đều có thể tham gia kinh doanh đúng không tôi nói đúng vậy anh đã hiểu vấn đề rồi đấy bạn thấy đấy thị trường của chúng ta không giới hạn chúng ta kinh doanh dựa vào nền tảng gia đình tôi không nghĩ là có bất cứ hoạt động kinh doanh nào có thể thể hiện và bao hàm mạnh mẽ khái niệm cả gia đình cùng làm việc như mô hình kinh doanh của chúng ta theo quan điểm của chúng tôi đó là một trong những điều tuyệt vời nhất quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh cùng amway vì chúng tôi cố gắng tạo dựng tuyến kinh doanh để cả người vợ và người chồng cùng tham gia ai cũng có thể bán các sản phẩm của amway bất kể tuổi tác bất kể giới tính ngoài ra con cái ông bà cha mẹ của bạn đều có thể trợ giúp bạn mọi người có thể làm việc cùng nhau tại amway chúng tôi nói đùa về nước tẩy rửa bởi vì đó là một phần của câu chuyện nhưng bạn biết không chúng tôi đã bán các sản phẩm máy lọc nước leo xếp và máy phát điện mọi người đều muốn bán những món hàng lớn độc đáo và đắt tiền chúng tôi đã quan sát và nhận thấy trong những năm đầu hoạt động mọi người đều quay lại nơi mà họ đã bán nước tẩy rửa loc chúng tôi đã tuyển dụng nhiều người Họ đã không nghĩ rằng mình sẽ đi bán nước tẩy rửa LOC. Họ tham gia Amway vì họ muốn bán máy phát điện, máy lọc nước. Và bạn biết không, sau khi gia nhập Amway 6 tháng, họ bắt đầu bán nước tẩy rửa LOC với lý do rất đơn giản. Đó là sản phẩm dễ bán và cần thiết cho nhu cầu hàng ngày. Dù là ngày đẹp trời hay ngày mưa bão, mọi người đều cần sử dụng nước tẩy rửa. Vì thế, chúng tôi yêu thích công việc kinh doanh nước tẩy rửa này và muốn chia sẻ cùng các bạn. Một số bạn đang trì hoãn ý định tham gia hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp. Bạn đã nói mãi về chuyện sẽ bắt đầu kinh doanh, nhưng tối nay bạn đã đến đây. Thực sự tiếp cận với cơ hội kinh doanh này. Nhưng rồi niềm kiêu hãnh khiến bạn suy nghĩ lại. Thực tế bạn đang lo lắng liệu mọi người sẽ nói với bạn rằng cậu sẽ đi bán nước tẩy rửa LOC sao? Cậu sẽ gõ cửa từng nhà để bán hàng à? Cậu không đùa chứ? Tất cả các bạn đang lo lắng về điều đó trước tiên bạn phải hiểu là chúng ta sẽ không phải đi gõ cửa từng nhà chúng ta chỉ bán cho những người chúng ta có hẹn trước những người mà chúng ta đã đến chơi nhà chúng ta chỉ gọi điện cho những khách hàng quen vì thế đây không phải là hình thức kinh doanh theo kiểu phải gõ cửa từng nhà để bán hàng đừng nên làm như thế hãy bán theo cách mà amway đã hướng dẫn cho bạn và chia sẻ với những người khác bạn thấy đấy đó là mặt khác của việc kinh doanh nước tẩy rửa trong kháng phòng này. Nhiều bạn hoàn toàn có khả năng bán xe hơi hoặc từ điển bách khoa toàn thư. Nhưng nếu ra ngoài tuyển dụng, bạn nên nghĩ đến sản phẩm dễ bán là nước tẩy rửa, bởi vì bản thân bạn có thể bán sản phẩm với mức giá thật cao, nhưng rất nhiều người khác không làm được như bạn. Nếu bạn muốn xây dựng một hệ thống lớn hơn, bạn phải tuyển dụng và chọn ra sản phẩm dễ bán và ai cũng có thể bán được. Tất cả các bạn đều lo nghĩ về việc bán nước tẩy rửa Nên bạn hay nói rằng Tôi muốn làm chủ một cây xăng Tôi muốn mở một cửa hàng máy ảnh Tôi muốn mở một shop thời trang nam Tôi sẽ thực hiện việc đó trong thời gian tới Mọi người sẽ kéo đến cửa hàng của tôi Và tôi sẽ trở thành người nổi tiếng Sẽ thành nhân vật quan trọng Nhưng đó chỉ là những lời nói suông. Bạn không có sẵn số vốn lớn hơn 4.000 đô la, 5.000 đô la, 10.000 đô la hoặc 40.000 đô la để mở các cửa hiệu đó bạn không cần phải hạ thấp ước mơ của mình mà hãy bắt tay vào việc ngay bây giờ ngay bây giờ đừng chờ đợi tính toán xem không biết bao giờ mình mới có đủ số tiền để mở một cửa hiệu thời trang hay biết bao giờ mới có thể trở thành doanh nghiệp thu gom rác đến một ngày nào đó bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình ngày nào đó chính là ngay bây giờ là một ngày như ngày hôm nay bạn có thể làm chủ công việc kinh doanh của chính mình vào một ngày rất gần thật là một điều tuyệt vời phải không các bạn cha tôi thường nói với tôi hai điều mà tôi không bao giờ quên tôi và jay chưa từng làm việc cho bất cứ ai khi rời khỏi quân ngũ trong chiến tranh thế giới thứ hai trong thế chiến thứ hai jay vừa học trung học vừa làm trong gara của bố anh ấy còn tôi làm việc trong một cửa hàng thời trang nam một ngày nọ tôi và dây quyết định không làm việc cho bất cứ ai nữa vì tôi và dây thực sự hiểu những điều cha chúng tôi dạy cha tôi vẫn luôn nói với tôi rằng dù làm bất cứ điều gì con phải tự đi trên đôi chân của mình con hãy làm chủ công việc kinh doanh của chính mình bạn thấy đấy điều đó đã ăn sâu vào tâm trí của tôi có một số bạn ở đây cảm thấy bị làm phiền nhưng đó chỉ là cảm giác của bạn bạn luôn chờ đợi một cơ hội chín mùi đúng không? Vậy thì cơ hội đó đã đến rồi. Nếu bạn cho rằng đây chưa phải là cơ hội của mình, tôi không biết bạn sẽ làm gì với nó. Nhưng tôi biết chắc rằng nếu lần này bạn không thử, bạn cũng sẽ không dám thử cơ hội tiếp theo. Khi cơ hội xuất hiện, chúng tôi đều cố gắng nắm lấy và nỗ lực hành động. Điều đó cho thấy chúng tôi đã không ngừng nỗ lực. Bạn có mặt ở đây tối nay, vì bạn được mời đến đây và được giới thiệu rằng ở đây có việc cho bạn làm đấy hãy thử xem nha hãy hiểu rằng tôi không cố gắng bán sản phẩm cho bạn tôi không làm điều đó vì tôi đừng nghĩ rằng bạn đăng ký gia nhập là vì tôi cho dù bạn có làm việc ở đây hay không thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả tôi và dây đến đây với mục tiêu nỗ lực giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn và mang đến nhiều cơ hội cho nhiều người hơn chúng tôi đang làm việc vì điều đó thời gian trôi qua mọi thứ thay đổi và cuộc sống của bạn cũng thay đổi bạn hãy nắm bắt cơ hội này bởi vì nó có thể tạo ra những điều tuyệt vời nhất cho cuộc sống của bạn đừng chần chờ gì nữa các bạn à bạn hãy lựa chọn giữa việc mở cửa hàng và ngồi chờ khách hàng đến hay là chủ động giới thiệu sản phẩm cho khách hàng giao hàng tận nhà cho khách Tôi nghĩ rằng nên giao hàng tận nhà cho khách thay vì chờ khách đến lấy hàng. Thay vì cố gắng thu hút mọi người đến cửa hàng của bạn, đăng quảng cáo trên báo thì bạn mang sản phẩm đến tận nhà của khách hàng để giới thiệu. Đó là sự khác nhau khi bạn làm việc tại Amway. Đừng chần chừ nữa các bạn, bán hàng sẽ làm cho thế giới này chuyển động. Nhiều người đánh giá thấp công việc bán hàng. Tôi đã từng nghe các chàng trai trả lời rằng: "Không, tôi không thích bán hàng." Ai lại mong muốn trở thành một người bán hàng chứ? Thế nhưng, bạn có biết rằng bạn sẽ không làm việc được nếu không có ngành bán hàng. Bạn hãy nhớ là những người mời bạn đến đây, họ sẽ không nhận được khoản tiền nào cho đến khi bạn kiếm ra tiền. Amway không trả tiền cho các hoạt động tuyển dụng. Chúng tôi cũng không thu lợi nhuận từ việc bán bộ khởi động hoặc từ việc bạn đăng ký tham gia Amway. Đó chính là đặc điểm của Amway. Thông thường, khi tôi giúp bạn tôi sẽ nhận được một điều gì đó thế nhưng tại amway khi tôi thành công tôi sẽ chia sẻ cơ hội với các bạn và mong các bạn sẽ thành công amway được xây dựng trên triết lý kinh doanh đơn giản bạn sẽ không hưởng lợi cho đến khi người mà bạn tuyển dụng tạo ra lợi nhuận khi bạn có thu nhập tôi cũng có thu nhập thật tuyệt vời khi thấy mọi người bày tỏ sự quan tâm gắn bó với nhau để cùng nhau đạt được những điều tốt đẹp bạn thường mơ ước về một ngôi nhà xinh xắn muốn được đi du lịch nhiều nơi bạn muốn được du ngoạn trên những con kênh thơ mộng muốn mua một chiếc xe hơi bạn muốn con cái học ở một ngôi trường tốt hơn tất cả chúng ta đều từng nghĩ nhiều về những điều tốt đẹp đó nhưng không phải ai cũng biết cách biến ước mơ thành hiện thực tôi đã có cách giúp các bạn bí mật đó nằm trong bộ khởi động nhỏ bé này và sự nỗ lực của bạn bạn có làm được không Tôi không rõ, nhưng các bạn hãy tham khảo cách chúng tôi đã làm. Chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực hàng không từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thời điểm đó, có một sân bay nhỏ ở phía bắc Grand Rapids. Ông chủ sân bay cần người điều hành dịch vụ hàng không tại đây. Jay và tôi, lúc đó chỉ có 700 đô la ở ngân hàng. Cha tôi đã lấy đưa cho Jay. Chúng tôi mua chiếc máy bay đầu tiên và bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên, sân bay lại chưa hoàn thiện khi chúng tôi hoàn tất phần đầu tư mua máy bay. Vì thế máy bay vẫn chưa thể cất cánh. Thế là, chúng tôi mua tàu chạy trên sông và bắt đầu dạy lấy tàu trên đó. Nhiều học viên tốt nghiệp trên tàu, dù lúc đó máy bay của chúng tôi vẫn chưa thể hạ cánh xuống mặt đất. Chúng tôi làm được điều đó vì chúng tôi không ngồi im than vãn. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện điều đó một số bạn cố gắng tuyển dụng được vài người. Tôi tuyển được Mary, nhưng Mary không làm được gì cả, và Peter cũng vậy. Thì đó sao? Đó là vấn đề của họ chứ không phải là của bạn. Bạn không thể làm cho mọi người thành công. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể giúp bạn thành công nếu như bạn nỗ lực làm việc. Tôi không thể bán hàng cho bạn. Tôi cũng không thể tuyển dụng cho bạn. Bạn phải tự làm, phải cố gắng. Còn chúng tôi là người đem đến cơ hội cho bạn. Vấn đề bây giờ chính là sự lựa chọn của bạn. Rồi chúng tôi chuyển đến văn phòng kinh doanh lĩnh vực hàng không. Chúng tôi dự tính sẽ có một văn phòng ở đó, nhưng việc đã không thành. Chúng tôi đã mua lại căn nhà của một trang trại nuôi gà, sửa sang lại, lau dọn sạch sẽ, quét vôi, và thế là chúng tôi đã có một văn phòng để làm việc. Chúng tôi không còn ở trên sông nữa. Bạn nên biết là cả tôi và Jay đều không biết lái máy bay. Đó là vấn đề quan trọng. Nhưng mọi chuyện sau đó lại diễn ra rất thuận lợi. Chúng tôi có hai nhân viên khác ở sân bay. Họ vừa là phi công vừa là huấn luyện bay. Họ nhận học viên và bắt đầu huấn luyện bay. Chúng tôi thuê một phi công rồi nhận thêm ba học viên nữa. Ngay sau đó, có hàng chục nhân viên huấn luyện bay đang làm việc cho chúng tôi. Khoảng ba năm sau, chúng tôi không làm công việc này nữa. Chúng tôi mua một chiếc thuyền buồm dài hơn 12 mét và bắt đầu chuyến hải trình đến vùng caribe chúng tôi muốn bắt đầu những chuyến phiêu lưu trước khi lập gia đình và ổn định cuộc sống sau này thế là chúng tôi bắt đầu khám phá thế giới dương buồm thẳng đến những hòn đảo vùng caribe ở nam mỹ chúng tôi dự tính sẽ mất khoảng một năm cho chuyến hành trình vĩ đại này nhưng chúng tôi đã gặp vấn đề khi vừa khởi hành về phía đông đến thời điểm đó cả tôi và ray đều chưa từng đi thuyền buồm lần nào cả Chúng tôi đã bị lạc và phải mất 8 tiếng đồng hồ thì những người lính ở đất liền mới tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi không lên lên trên biển mà lạc trên đất liền. Chúng tôi đã phát tín hiệu kêu cứu vào ban đêm vì đêm hôm trước chúng tôi đã bị lạc ở một nơi khác. Thuyền của chúng tôi bị đắm ở vùng biển Bahama phía bắc Cuba. Không nghiêm trọng lắm. Thuyền bị rò rỉ và chìm dần. <laughs> chúng tôi không bao giờ nghĩ là sẽ quay về chúng tôi dự tính là sẽ đến nam mỹ rồi nên cứ thế mà thẳng tiến không còn thuyền nữa nên chúng tôi phải đi bằng cách khác lúc thì chúng tôi đi bằng xe điện lúc thì đi tàu rồi máy bay và tàu sông chúng tôi đã đi khắp các ngã đường ở vùng nam mỹ và trở về nhà như chúng tôi đã dự tính trước đó bạn hiểu thông điệp này không làm sao chúng tôi biết mình sẽ thành công trong lĩnh vực hàng không nếu chúng tôi không thử? Làm sao chúng tôi biết chúng tôi có thể lên đến trên biển trên một chiếc thuyền nếu chúng tôi không đi thử? Làm sao bạn biết mình bán được nước tẩy rửa nếu như bạn không thử bán? Làm sao bạn biết mình có thể lãnh đạo một hệ thống hàng trăm người nếu như bạn không biết tuyển dụng thử một người? Có thể bạn sẽ nói: Tôi sẽ không thể tuyển dụng được 50 người. Thực ra, bạn đâu có cần tuyển 50 người một lúc. Bạn chỉ cần tuyển một người vào 50 lần khác nhau. Cứ lặp lại như thế, như thế, như thế. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Bạn sẽ làm được nếu bạn thật sự muốn làm. Chúng tôi đã từng thử kinh doanh nhà hàng. Đối với những bạn muốn kinh doanh lĩnh vực này, tôi khuyên các bạn hãy từ bỏ ý định đó đi. Lời khuyên này tốt cho bạn chứ không phải là tôi. Các bạn hãy chờ xem. Điều tồi tệ nhất khi kinh doanh nhà hàng là mọi người sẽ đói bụng cùng một lúc. Một khi bạn chọn hướng kinh doanh nhà hàng, bạn sẽ thấy mình bận rộn cả ngày vì thực khách dùng điểm tâm vào những thời điểm khác nhau. Từ 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ và có khi là 10 giờ. <laughs> bạn chỉ có thể kinh doanh ổn định nếu tất cả khách hàng đến cùng một lúc, ra về cùng một lúc và ăn cùng những thức ăn bạn đã dọn sẵn. Chúng tôi đã từng bán hamburger nhà hàng tiện lợi đầu tiên ở Grand Rapids. Chúng tôi đã trông thấy một nhà hàng như thế ở California và chúng tôi nghĩ rằng mình cũng nên thử kinh doanh xem sao. Đó là một nhà hàng khá xinh xắn. Jay và tôi thay ca nhau làm đầu bếp mỗi tối. Chúng tôi thậm chí còn tự xây nhà hàng. Một tòa nhà đẹp. Chúng tôi lắp đặt hệ thống đèn, quảng cáo trên báo, mọi thứ đã sẵn sàng nhưng có chút rắc rối với cơ quan điện lực họ không đến mất điện cho chúng tôi thật là khủng khiếp thế là chúng tôi phải chạy máy phát điện và vẫn khai trương như bình thường bạn thấy đấy một khi bạn đã quyết tâm thực hiện điều gì bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề làm sao bạn biết nếu bạn không thử nhỉ chúng tôi đã từng kinh doanh đồ chơi đó là công việc kinh doanh tuyệt vời trong dịp lễ giáng sinh nếu bạn bán những thứ mà khách hàng cần trong dịp này. Chúng tôi làm ngựa gỗ bập bên. Cũng trong năm đó, nhiều công ty ở Kentucky cũng cho ra đời sản phẩm Wonder Horse, chú ngựa thần kỳ. Chúng tôi đã sản xuất hàng ngàn sản phẩm nhưng chỉ bán được có bốn. Tôi vẫn ở miền Bắc vì tôi vẫn đốt những món đồ chơi đó trong lò sưởi. Chuyện này có thật đó. <laughs> Sau đó, chúng tôi khởi nghiệp với Amway. Tháng 8 năm 1949, Jay và tôi có mặt trong buổi họp của một công ty khác tương tự như các bạn đang ngồi đây lúc này. Không chắc có làm được hay không, nhưng chúng tôi cứ thử. Trên đường về nhà, chúng tôi đã bán được sản phẩm đầu tiên. Chúng tôi chào hàng một người khách qua lại trên đường và đã bán được một sản phẩm cho anh ấy. Rồi chúng tôi tổ chức họp ngay tại phòng khách. Buổi họp đầu tiên chúng tôi mời bạn bè đến tham dự nghe lạ nhỉ hôm đó chúng tôi không có bản đen bởi vì lúc đó chúng tôi không biết nói như thế nào và cũng chẳng có kế hoạch gì hết vì thế chúng tôi đã lấy cảm năng kinh doanh ra đọc cho họ nghe mọi thứ đã diễn ra như thế đấy bạn nghĩ sao về điều này thế mà tối đó chúng tôi đã tuyển được vài người họ không lịch lãm như các bạn bây giờ đâu Việc tuyển dụng cũng không suôn sẻ cho lắm. Chỉ có những câu chuyện vui ấn tượng, nụ cười duyên dáng, những cử chỉ lịch thiệp, nụ cười sáng khoái kết thúc ấn tượng. Chúng tôi đọc được những điều đó từ sách hướng dẫn. Là cuốn sách này, họ đã đăng ký tham gia như thế đó. Chúng tôi đã có 10 năm gắn bó với công ty đó. Chúng tôi đã xây dựng một vai trò phân phối rất thành công. Vì thế, chúng tôi đã bán nước tẩy rửa. Chúng tôi bán sản phẩm này vì mọi người mua chúng, quan trọng hơn là mọi người có thể thành công khi bán sản phẩm này. Công việc kinh doanh đó hoàn toàn trong khả năng của bất cứ ai đang có mặt trong khán phòng này. Nếu bạn từng nghĩ đến việc kinh doanh, nếu bạn từng coi trọng sự thăng tiến, nếu bạn từng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thì tối nay bạn đang đối mặt với một cơ hội thực sự. Bạn có sẵn lòng để thử hay không? Khi chúng tôi thành lập Amway, Chúng tôi cũng chưa từng thử bao giờ. Chúng tôi không biết bạn có thể bán sản phẩm theo cách này hay không. Chưa từng ai làm cả. Một số bạn có mặt ở đây tối nay, như thế là bạn đang đến tham dự một phiên tòa. Bạn đến đây để xem Amway tốt xấu như thế nào đúng không? Tôi nói ngay với các bạn, là Amway tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Vấn đề đặt ra là liệu bạn có đủ quyết tâm để tham gia Amway hay không? Vấn đề không phải là Amway sẽ làm được hay không, không phải sản phẩm Amway có tốt hay không, không phải sản phẩm Amway bán được hay không. Vấn đề trong tối nay là bạn có đăng ký tham gia hay không và có làm tốt hay không. Đó mới thực sự là vấn đề. Bạn đang lo nghĩ không biết mọi người có mua sản phẩm hay không. Đừng lãng phí thời gian của bạn về những điều không đâu như thế nữa. Bạn nghĩ kế hoạch này sẽ thực hiện được không? Vấn đề không phải kế hoạch có hiệu quả hay không, mà là bạn có triển khai kế hoạch hay không. Vấn đề của buổi tối hôm nay chính là các bạn. Các bạn có thực sự mong muốn thực hiện thành công kế hoạch này hay không? Ngày hôm nay, Amway đã có nhà máy sản xuất với diện tích hơn 213.000 m2. Chúng tôi sản xuất bình phun với công suất 4 sản phẩm trên một giây. Nhiều người trên thế giới đã đến đây tham quan dây chuyền sản xuất này. Đây đúng là một nơi hoành tráng. Quy trình sản xuất bột giặt mới của chúng tôi lấy sản phẩm SA8 từ dây chuyền tự động khép kín và thổi qua phễu để thành sản phẩm. Tất cả quy trình đều tự động với tốc độ cao. Dây chuyền chất lỏng có thể sản xuất nhiều gallon chứa sản phẩm. Băng chuyền sẽ chuyển từ tấm nâng hàng xuống máy sản xuất chai mà không cần chạm tay vào cung cấp nguyên liệu tự động, đông đầy, đóng chai, dán nhãn và đóng thùng. Tất cả đều liên tục trong cùng một dây chuyền. Chúng tôi sản xuất từ công đoạn đầu đến khi ra thành phẩm chỉ trong vòng 120 phút. Bạn đừng lo lắng về vị trí của chúng ta, về nhà máy, về sản phẩm. Chúng tôi đã chi hàng triệu đô la cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm để giúp cho công việc kinh doanh của bạn thuận lợi hơn. Chúng tôi có một khách hàng, và đó là bạn một số bạn không biết điều đó bạn tin tưởng một công ty như amway về sự liêm chính và tôi khẳng định điều đó chúng tôi không có bất cứ khách hàng nào khác lợi nhuận của công việc kinh doanh này là của các bạn mỗi đồng đô la lợi nhuận này đều đến qua các bạn nếu một người bạn của chúng tôi đến gõ cửa công ty và nói rich tôi muốn gia nhập amway chúng ta từng học chung phổ thông anh hãy thu xếp cho tôi một vị trí nhé chắc chắn công ty sẽ không tuyển dụng anh ta tôi nói chúng tôi không có chỗ cho anh anh ra ngoài và tìm ai đó để đăng ký tham gia với họ chúng tôi không nhận đăng ký cho bất cứ ai nếu khách hàng của các bạn muốn mua sản phẩm từ chúng tôi chúng tôi sẽ từ chối bán hàng cho họ chúng tôi chỉ kinh doanh với bạn nghe này tối nay các bạn đang chạm tay vào một cơ hội thật sự nếu bạn không thích bộ khởi động vừa mua chúng tôi sẽ trả lại tiền cho bạn chúng tôi không muốn bạn mạo hiểm lo lắng về việc đó tôi nói nghiêm túc rất nghiêm túc và rất nghiêm túc chúng tôi muốn bạn có được cơ hội tốt và thực hiện những điều mà bạn từng hy vọng từng mong chờ tôi nói rõ ràng như vậy không phải vì chúng tôi không yêu quý bạn nếu bạn không muốn tham gia công việc này, chúng tôi vẫn yêu mến bạn. Bạn hãy làm tốt công việc của bạn bằng bất cứ giá nào. Hãy làm thật tốt. Hãy biết ơn cuộc đời vì bạn đang có một công việc tốt. Hãy làm việc chăm chỉ. Hãy nỗ lực. Bạn sẽ thành công. Tôi tin bạn sẽ làm được. Các bạn đừng bận tâm nữa. Bỏ ngoài tay những chuyện không đâu và bắt đầu thực hiện những kế hoạch lớn lao để tạo dựng một công việc kinh doanh cùng amway làm việc ở amway tỏ lòng biết ơn khi được làm việc và cố gắng thật tốt những công việc mà bạn phải làm bạn sẽ thăng tiến và tiến xa hơn nữa bạn sẽ không thể thành công được nếu bạn không tập trung bạn sẽ không còn thời gian để mà nghĩ đến những điều tích cực nếu trong đầu bạn toàn chuyện tiêu cực bạn phải làm quen với công việc thay đổi suy nghĩ và nói rồi tôi sẽ tìm cách làm thôi vì tôi đang cố gắng tôi muốn nói về người bên cạnh bạn anh ấy làm hay không không phải là chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay bạn và người bảo trợ của bạn mới là người làm việc này đừng để mình bị tác động bởi những người bên cạnh đừng vì thế mà bạn rút lui tối nay đừng nói rằng tôi không biết tôi chưa bao giờ làm việc này bao giờ các bạn à hầu hết mọi người cũng chưa từng làm việc này trước đó nếu bạn cứ khăng khăng như vậy thì bạn cũng sẽ chẳng làm được việc gì khác đâu hãy lựa chọn cơ hội này và cố gắng thực hiện hoặc bạn đừng ngồi vào đó than vãn nữa hãy tin tưởng vào công việc này rồi bạn sẽ thấy ngay kết quả người mà bạn không thể bảo trợ tuần trước tuần này sẽ đăng ký tham gia đấy một số bạn đã tham gia công việc kinh doanh này một thời gian nhưng vẫn nói rằng không tuyển dụng được ai Tôi biết lý do bạn không tuyển dụng được rồi Bởi vì bạn không có niềm tin Nhìn vào đôi mắt bạn Người ta sẽ biết bạn có đáng tin hay không Bây giờ bạn phải đưa ra quyết định của mình Và nỗ lực thực hiện Tôi biết là người bạn tuyển hụt lần trước Sẽ quay lại và nói với bạn Tôi quyết định sẽ tham gia công việc này Trước khi bỏ lỡ cơ hội Anh ta sẽ tham gia vì sự nhiệt tình Và sôi nổi của bạn Đó là vì bạn đưa ra quyết định đúng đắn hãy hứa với tôi là bạn sẽ cố gắng